đánh mạnh thú cũng được. Còn lửa này chúng nó lại spam pháp sư rừng cho xem. À quên, sát thủ rừng. Mệt lắm. There is no retreat. Nico. Con này không ngon, con này không ngon mới một lời thôi. Thôi rừng rủ gì nữa. Mua ánh sáng để dành nè, có gì xoay ánh sáng cũng được. Nhiều cái để xoay mà. Bài này vừa vào là thua rồi, thua sắp mặt liền rồi. Lên dòng quá. Trời ơi may quá gặp ông còn yếu hơn nè, yếu còn gặp ông yếu hơn. Chó Brave 3 sao, Brave 3 sao cũng là cái thứ gì đó khủng khiếp. Ghê vãi nồi. À, Yasuo. Thôi, nhìn cái Yasuo đéo muốn chơi rồi. Thôi, giết được con nào giết đi. Nó Hasagi nghĩa là nằm mẹ rồi. It's just death. Tầm này mà Yasuo thế kia ơi, Hasagi. Nó băm ra bã luôn. The harvest is upon us. Một là ánh sáng, hai là mạnh thú thôi. Làm gì cá. Rồi có thằng mạnh thú rồi. Mạnh thú chắc à. Bán này chúng ta lại kết bài nhau rồi. Đây mạnh thú gặp mạnh thú đây. Chắc là mình khỏe hơn. Trời ơi, ông này ông ba kháng phép. À, ông đổi CV bây giờ đấy.
Ông lấy 3 cái kháng phép là ông tính đổi CV đấy. Lấy mạnh thú đép tạm đấy. Tôi biết ông tính âm mưu cái gì đấy. 3 cái kháng phép chỉ có chơi CV thôi. Nghi lắm. Hoặc là cùng cung với lại sai lần với lại rút rồng à. Không tin. 3 cái kháng phép là âm mưu lắm đấy. Âm mưu về một nơi xa lắm đấy. 3 kháng phép là đang âm mưu cái gì đó. Severe si vũ. Đồ này là âm mưu Severe này. Âm mưu con Severe này. Cuồng cung này. Câm lặng này. Lấy thêm cái giáp là cấm đánh này. Nhìn cái màu là biết rồi. Ánh sáng không ta? Con tóc mòi nó ngu thế, nó cứ nhổ cho con khác à? Nó đần thế. Mà cứ nhổ cho con khác làm gì? Con cần thì không nhổ, nhổ cho con khác à? Quá tay. Ready for battle. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Tôi nói mà. Ôi nhìn cái màu là biết rồi. Vẫn còn mua mạnh thú. Đẹp. Mua mạnh thú làm gì vậy? Thôi ông này. À ông chết, ông giết người à. Chơi sợ thua rồi, chơi game sợ thua. Chơi game sợ mất máu mọi người ơi. Chơi game là sợ mất máu. Chơi game sợ mất máu. Đập chết 6 rồi. Chơi y hết mình mà chơi cái kiểu mất dậy. Có tướng 26 hết chết ném ra. Harvest is upon us. À, đồ CV sắp rồi. Thêm cái giáp này là thế giới rồi này. Đừng nói là kiếm khách mãnh thú nha. Mãnh thú kiếm khách nha, nó lợm lợm lắm nha. À, kiếm khách độc à. Hôm bữa tôi chơi kiếm khách độc à. Ông nào ông lại chơi kiếm khách độc chứ. Mà cái kiếm khách nghe nó có lầm lầm cái kiểu gì ấy. Thiệt. I release them. Ai, thật không muốn đâu ai em ơi. Giờ đồ nó ra như thế anh sao đây? Giờ sao? Nghe. Mà gặp mấy cái ma vũ mệt lắm mọi người ơi. Cái này gặp mấy cái ma vũ mệt lắm mọi người à. They feel no regret. The beast must fall. The dark should fear me. Run while you can. Getting hungry. Thank you.
sói sủng. Ê chết mẹ, hai mảnh thú à. Nghe tự nhiên bắn sói thôi, kệ cũng được. Đằng nào mình cũng phải xài. Chơi cái này mình cũng thích sói. Đập mảnh thú bạn ạ. Mày quấn nàng, mày quấn nàng, mày quấn nàng hả? Quấn nàng. Cho Rexa hay sẽ chắc nó hay ăn. Ừ, mình tính vậy. Đang tính vậy bạn ơi. Chứ mà ghép gắn bảo thạch vô cực con này phế lắm. Chẳng được cái gì, nhổ được có một mục tiêu à. Ghép hai gan sau tí để ghép quỷ thư hay hơn đúng không? Hay là cho con này hai gan thôi, con này đứng ô lửa ngon hơn. Chẳng con nào đứng ô lửa được. Cho con Skechner hai gan thì phí không? Cho con này hai gan đi. Đó. Vậy đi cho nó dễ. Skechner hai gan, con này cầm 2 BF ngon hơn. Con này cầm 2 BF, giờ mình lấy cái đai máu, tí mình kiếm con Mundo mình quăng cho nó quỷ thư. Và cho con này giáp thiên thần cho nó sống cũng được. Chỉ cần nó sống thôi chứ, cần mẹ nó đam. Mảnh thú đam dùng mà. Không được làm gì. Ngăn bảo thạch vô cực gặp cái ma vũ sông kiếm xong ngồi mếu máu khóc. Mệt. Mệt tới lên. Chứ thiên thần. Thiên thần ấy nẻ hơn. Hay là dịch khổng lồ. Nghe nó cũng có lý nhỉ. Hay là vọng âm. Thôi mình cần quỷ thư chứ. Ra nhiều gậy quá thì bạn cho con này nón cũng được. Từ từ đã. Nó chết mẹ này. Ừ, đọc nè, đọc nè. Ô, 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 ô. Từ từ. Một con nữa kìa mọi người, roll luôn đi. Còn có một con nữa. Roll nốt mọi người. Đây hả? Vậy thì sẽ thật là thật. Rồi lên chết thôi, lên chết thôi. Lên chết nhét độc vô thôi. Có độc rồi, có độc thì lên chết nhét độc vô. Hôm bữa mình gặp một thằng nó xài con cốc mo hai cái mũ phù thủy. Nó nhổ một cái chết con luôn. Nó nhổ một cái pẹt phát bay mẹ nó con luôn. Nó nhổ random mới ghê. Nhiều khi nó nhổ phát mất màu con carry mình luôn. Nên bữa nay mình thử tính âm mưu. Mình chết thôi. Bad roll cái gì trời ơi ông ơi. Ông biết bọn nó mà chết bản thú giờ này bọn nó lên thích cái gì đâu. Bây giờ mày rần tới đâu sói mới được con cốc mo ba, mày ông còn mấy ông còn kêu là bedroll. Mấy nâu gì. Mấy nâu bedroll, không hiểu bedroll kiểu gì. Bed bổng gì. Đứng bed. Ô mày quá. Rồi thua nghĩa là mất chuỗi thua, mất chuỗi thắng, phí. Được.
Hyperdrome mà giờ này mới lên được cấp 3 mẹ ông cứ kêu hên. Thiệt, tầm này là xui lắm rồi đấy, xui lắm luôn này. Giáp thiên thần. Giáp thiên thần này mọi người. Giáp thiên thần của phù thủy chứ. Cho nó có độc cái đã. Độc ngon lắm. Lên 7 đã, lên 7 kiếm thêm con ngọc nữa rồi roll tiếp. Ôi, vừa lên thế giới thế ba. Con vừa lên thế giới quá. À, bờ lên thế giới nha. Bờ lên đồ thế giới quá nha. Cái này phải có sinh các bạn ơi. Đồ này đang để cho sinh nè. Trời ơi. Trời ơi, giáp thiên thần quỷ thư. Đang để cho sinh, đang để dành cho sinh đấy. Chúng ta đang để dành những điều tốt nhất cho em ấy. Phải lên 7 á, lên 7 rồi roll để có tỷ lệ nó ra. Nó còn có tỷ lệ ra tướng 5 tiền các bạn. Đánh sẵn ra con sinh là ngon. À, bờ rên thế giới quá. Cái này mà được bờ rên 2 nó chọi thấy má luôn. Ê, tôi vừa thấy con Nico gì vậy? Nico, à Nico 2, má từ Nico 3 là chết người. 6 pháp sư rồi cả, 2 nước. Bà này tần nhiều quái thú thế nhỉ? Cái con Olaf mình cảm giác nó là một con phế vật bạn ơi, phế vật, phế phẩm. Đối phó với Olaf bạn chỉ cần dính bùa đỏ quỷ thư là đã thấy mệt rồi, hoặc là hộ vệ, hoặc là ma vụ xung kiếm hay găng tay. Chặt nó phải gọi là chặt loài cơm nó mới chết. Yếu vãi lề. Ôi ôi Brain kìa. Brain này Nami này. Á à, tạm mấy con ngon ngon không? Brain này Annie này. Đi ra đi đậu xanh nữa hả? Mẹ nó bắt ghép nón à? Nó bắt ghép nón cho con ấy rồi, chứ không chúc mò rồi, nó thôi. Bắt ghép thì ghép. Nãy giờ bắt toán lý toàn gậy, nó nè, nhổ một cái cũng được 800 mấy ram á. Nhổ sẵn con carry của bạn bay màu luôn.
Kiếm khách đồng đẹp. Hai vãi nồi. Vãi nồi kiếm khách đồng. Cái bài này bữa mình chế nè. Ông nào cũng lại đi theo kiếm khách đồng. Hai vãi nồi. Hack Red Sai ngon hơn chứ nhỉ? Ngọc chí từ từ, ngọc từ từ đã. Đó mà ra hai cái mũ là mình bán con này luôn. Ra thành cái gậy nó bán luôn một đồ. Bán luôn một đồ là con có mo đảm bảo. Thằng nào đứng yên một chỗ nó nhổ phát bạc, rớt xuống là chết. Khoảng vào, nó rơi vào khoảng 1.300-1.400. Nếu mà thêm được cái nón nữa là tầm 1.300-1.400 đam. Một phát chết luôn. Nhổ một phát là mặt bay màu luôn một con. Mấy con này tầm 1.5 máu chứ nhiêu, nhổ một phát. Bạn chỉ cần nó nhổ khoảng 1.100 đam là con này chết luôn. Tại bạn dưới 25% máu là nhổ phát chết luôn. Cái đam đó mà vượt quá 75% máu là bạn chết luôn. Nên nó nhổ một cái là chết một con. Thì ra sinh tôi bán Mundo, tôi đang để đi cô nè. Đang chờ ra sinh đấy. Cuồng cung. Quỷ thư. Ok, cuồng cung quỷ thư đẹp quá. Cuồng cung chắc mình cho ass hoặc là cho phát mo cũng được. Cuồng cung quỷ thư sẽ cắt nơ. Quỷ thư nè. Đó, tí đồ này cho sinh. Cuồng cung cho anh cốc mo là được. Cốc mo cầm cuồng cung là ngon nhất. Nhưng mà mình phải bỏ nó ra khỏi ô lửa. Để cho con chuột vô ô lửa đi. Khó quá. Ui, ra bảo thạch vô cực má ra đun đồ kiến bay. Hello. Lên Mundo xong lại ra tốn mẹ nó 4 đồng cho tôi. Thôi, má rôn chỗ này phí tiền quá, không rôn nữa. Một con Rexai nữa là mình lên được Rexai 3.
game con sinh là dễ vãi. Game con sinh thì dễ vãi. Vút rồng, giáp chét, kiếm súng. Kiếm súng được nè. Có một cái cảm giác kiếm súng cho con sinh nghịch khá là đẹp. Kiếm súng sinh nghịch nha. Hay là Skarner Solari, hay là nóc tên giáp gai. Cảm giác kiếm súng sinh nghịch là ngon nhất rồi. Cái này cho con ass cũng được mà thôi, lấy kiếm súng cho sinh nghịch đi. Cho nó chạy, cho nó chạy chạy vòng. Xin kịt lửa, không có lửa đâu mà xin kịt lửa. Kiếm súng xin kịt là ngon nhất rồi. Chẳng có món đồ gì giá trị bằng kiếm súng. Giáp gai chả để làm gì. Giáp gai chỉ tác dụng cho những con nhiều giáp, những con chặn được nhiều đam. Rồi đó, giờ lấy đồ cho ác với chuột là xong rồi. Có đồ là cho ác với chuột hoặc scanner. Con này cũng được. Đồ AP thì cho con này, để nó tận dụng được cái lượng AP bật siêu nhiều. Thôi, để nhiều nhiều tiền ở roll các bạn. Nhiều nhiều xài lúc thắng mẹ game. Game top 1 mẹ. Bài đọc của mình giờ chúng nó thành pháp sư, mình thì là đọc chùm vãi nồi luôn. Thôi roll đi. Đàn nào cũng gần end rồi. Lắc lửa rồi, một con nóc tần nó cũng lên 3. Một con này nó đi 3, con đi cô ấy. Xin kịch lửa là bạn phải có 3 con lửa đổ lên mới sai được. Kè này ngon cho ác. Cho ác xong con này đứng đây được rồi. Lấy hai cái hưởng cái kè được rồi. Con này đứng trong này 30% ngon hơn cái kè. Cho ác thôi. Ác tận dụng đam ngon hơn. Full team chuẩn mà có một con ba thôi ông ơi. Team mình có một con ba thôi mà. Làm gì gọi là hyperon ghê gớm đâu. Tầm này chúng nó chơi mạnh thú, cái tầm này chúng nó 3-3 rồi. Bãi này mình còn đen chán. Mình chẳng có cái bài của mình khắc chế cái bài của chúng nó thôi. Cái bài của mình cáo tơ bài của bọn nó. Thực tế là bài này giờ này như vậy là mình đang xui lắm rồi đó. Đồ ngon mà, mình có nói được vui đâu. Giờ này ít con bài như thế này là mình xui đấy. Không hay đâu, không ai KS mà vậy là mình xui lắm rồi đấy. Chủ yếu, bài này chủ yếu nhất là con này này. Nó chạy một vòng. Nó rải đập, nó chạy một vòng, ngon quá. Lấp cóc. Mẹ, cóc mò vừa bị lóc xong rồi đáp xuống. Lên quái. Này tôi dùng Nico luôn cũng được. Thì đồ ngon tôi có nói đồ cùi đâu. Mình không hề nói đồ mình cùi luôn.
nữa nè. The cold does not forgive. Không ra con nào. Để Nico Sigi 2 đi thì để gì đâu. Con không à? Để coi, cái gì cái hai à? Xinh kìa. Xinh hai nè. Là win đây. Win đây. Sinh 2 là nó có khác liền. Sinh 2 nó chạy một vòng trên vận động là khác liền. Đi xe. Để tắm mòn.